Ngày 7 tháng 10, Công an huyện Nghĩa Đàn đang thường xuyên phối phù hợp với Công an tỉnh Nghệ An khảo sát nắm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Bình một ngày trước khiến cho một người lũ ông tử vong. Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng người tiêu dùng Nguyễn Văn Thương 1976, trú xã Nghĩa Bình, nghi phạm của vụ án. Ông Phạm Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Bình cho biết, nạn nhân bị giết hại là anh Hoàng Minh Huyện 1972, trú xã Nghĩa Bình, là ông chồng của bí thư đảng ủy xã Nghĩa Bình. Ở địa phương, nạn nhân Huyện hiền lành, sống hòa đồng với tất cả người. Hiện trường vụ án mạng. Riêng nghi phạm Thương được đánh giá là người không được bình thường, có tính ác. Thương đã có hai đời vợ nhưng đều đã ly hôn. Vợ của Thương thỉnh thoảng đi làm việc công nhân thuê theo thời vụ ở trên lô cam, ổ cho mái ấm gia đình của anh Huyện, nên Thương khen bóng khen gió chứ không tồn tại chứng cứ gì, một lãnh đạo xã Nghĩa Bình nói và cho biết, rất có thể đó là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên. Khoảng 15 giờ 30 ngày 7 tháng 10, Thương mang theo bố đóng đinh đi xe máy từ nhà hướng về thị trấn Nghĩa Đàn. Khi đi đến gần nhà anh Huyện, Thương quan sát, theo dõi. Khi thấy anh Huyện đi xe đạp điện ra khỏi nhà, Thương đã đi xe máy bám theo sau. Khi anh Huyện vừa đi ra khỏi nhà được một đoạn thì Thương chạy xe máy áp sát. Thương tiếp nối dùng búa đánh một phát mạnh vào đầu anh Huyện, bị đánh mạnh bất thần từ phía sau nên anh Huyện ngã xuống đường. Chưa tạm dừng ở đó, Thương thường xuyên nhảy xuống dùng búa đánh mạnh thêm nhiều nhát vào đầu nạn nhân Huyện khiến cho người này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thương bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đưa anh Huyện đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước. Sự việc được người dân báo lên tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan tính năng. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan tính năng xác định nạn nhân Huyện bị đánh 5 phát vào đầu bằng búa dẫn đến tử vong. Nguyên nhân thủ đầu được xác định do ghen tuông nên hung thủ đã ra tay sát hại.